Rồi hello, Hoàng xin chào cả nhà luôn. Ở clip ngắn gọn này, Hoàng báo giá nhanh về dòng xe Accent của hai phiên bản số sàn để nhà mình cùng tham khảo qua nha. Và bây giờ Hoàng mời cả nhà cùng theo dõi clip với Hoàng nha. Rồi, trước màn hình cả nhà đang xem, đây là hai chiếc Accent phiên bản số sàn. Một chiếc bản đủ và một chiếc bản thiếu nha cả nhà. Đó. Bên đây là chiếc bản thiếu hay gọi là bản bay, còn đây là bản đủ. Đầu tiên Hoàng báo giá chiếc bản đủ cho cả nhà cùng xem nha. Chiếc bản đủ có giá công bố là 42 triệu 100, tại thời điểm này lăn bánh cho mình đầy đủ hết, bao gồm bảo hiểm thân xe luôn, là không phát sinh gì thêm luôn, là 504 triệu. Nhà mình chỉ cần đưa trước là 107 triệu là mình nhận được xe, và mỗi tháng mình đóng tầm khoảng 7,2 triệu. Cái này Hoàng đang tính cho nhà mình là trong vòng 8 năm nha, giảm dần theo dư nợ. Đó, giảm dần theo dư nợ. Và cái này là đặc biệt là có luôn bảo hiểm thân xe rồi, không phát sinh gì nữa nha cả nhà. Rồi, bây giờ Hoàng cận cảnh lại chiếc Accent bản đủ cho cả nhà cùng xem nha. Ở mặt trước nè, lưới tản nhiệt mà gom nè. Rồi đèn gầm bi halogen, đó có đèn delay ban ngày luôn nha cả nhà. Rồi, mâm mình là la xăng mình là hợp kim nha. Đó. Đèn xi nhan tích hợp trên gương. Tay cầm mạ gom. Ai anten quay cá. Ở sau cốp mình là cụm đèn hậu dạng LED. Mình có thể mở cốp trực tiếp ở đằng sau. Đó. Hồi bản bay thì không có nha cả nhà. Camera gear, cảm biến gear thì đầy đủ hết. Rồi bên tông xe mình á, thì có cửa gió điều hòa ở phía sau, thì tất cả phiên bản Accent bản bay cũng có. À, tiếp theo đây mình là màn hình 10.25 inch nha cả nhà, hai túi khí. Đó. Đây cần số thì 6 số, R nữa là 7 số nha cả nhà. Đó, ghế nỉ. Rồi xe mình được hỗ trợ tặng phụ kiện này, lót sàn simili, phim cách nhiệt và gói bảo dưỡng 1.000 km nha cả nhà. Ở đây là thông tin và giá của chiếc Accent số sàn bản đủ, và tiếp theo Hoàng mời cả nhà xem bản bay nha, bản thiếu. Bản thiếu này có giá công bố là 426 triệu 100, tại thời điểm này thì cả nhà chỉ cần giá lăn bánh luôn á là 447 triệu. Nhà mình đưa trước 96 triệu là mình nhận được xe nha cả nhà, chỉ cần 96 triệu thôi. Cái này là đầy đủ hết, bao gồm bảo hiểm thân vỏ luôn rồi. Rồi, mỗi tháng cả nhà đóng tầm khoảng 6,3 triệu. Đó, 6,3 triệu nha. Cái này Hoàng đang tính cho cả nhà trong vòng là 8 năm. Lãi suất mỗi tháng là 0,77% nha cả nhà. Và bây giờ Hoàng mời cả nhà đi gần lại chiếc xe để mình quan sát chiếc xe Accent bay được trang bị những giày nha. Hai lưới tản nhiệt mình bằng nhựa thôi, không mà gom nè. Đèn mình halogen, không có đèn delay ban ngày. Giống như bên kia, giống như bản đủ nha. Rồi bản bay thì mình làm mâm sắt có ốp nhựa chụp lại, đèn xi nhan thì tích hợp trên thân xe luôn. Rồi gương chiếu hậu thì mình gập cơ gập tay, gập tay tay cầm thì cùng màu với thân xe, với lại chìa khóa mình là chìa khóa cơ nha, không có ta tốp nha. Ở Accent bay ở phiên bản thiếu chỉ có hai màu duy nhất cho nhà mình lựa chọn, đó là màu trắng và màu bạc thôi. Rồi anh tên gâu đuôi chuột. Và ở sau cốp mình á thì mình không có nút mở cốp đây, chỉ là giật nút lẫy thôi. Rồi bên trong xe, mọi nhà bên trong xe, ở sau vẫn có cửa gió nha cả nhà, cửa gió, cửa điều hòa. Rồi ở bản thiếu thì mình không có màn hình, không có màn hình nha cả nhà, thiếu màn hình. Cần số ở ngoài đây cũng là 6 số. Rồi hỗ trợ nè, dán lót sàn simili, phim cách nhiệt và có bảo dưỡng 1.000 nha. Rồi nhà mình quan tâm về Accent hoặc các phương bản khác, vui lòng liên hệ Hoàng qua số điện thoại 0902873101 nha, để Hoàng tư vấn và hỗ trợ thêm. Thì thủ tục làm ngân hàng rất là đơn giản nha cả nhà chỉ cần cung cấp cho Hoàng là chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và đăng ký giấy đăng ký kết hôn thôi. Hoặc giấy chứng nhận độc thân, thì họ trong vòng khoảng 30 phút thì bên ngân hàng sẽ có tài trợ hỗ trợ cho vay cho mình nha. Hỗ trợ rất là nhanh gọn lẹ. Rồi để biết thêm chi tiết và chương trình khuyến mãi
thì vui lòng liên hệ trực tiếp Hoàng qua số điện thoại 0902873101 nha cả nhà. Hoàng tạm dừng video đây và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.